Em chào anh chị và các bạn. Bên em đang chạy chương trình giá sóc dòng TV 65X80K. Giá chỉ còn 17.490.000. Dòng này là dòng TV Sony, hàng thương hiệu, hình ảnh rất sắc nét và chi tiết từng chi tiết điểm ảnh ạ. Dòng này là có chip xử lý hình ảnh X1, công nghệ Trulilus Pro mang lại hình màu sắc rực rỡ hơn. Dòng thiết kế TV tràn viền, thêm tính năng là micro tích hợp trên TV mà không cần dùng điều khiển. Dòng này là TV 4K có hệ điều hành Google TV. Dòng 65X80K này có công nghệ X3 speaker, nghe loa rất là hay và chân thật nhất đấy ạ. Chỉ có 17.490.000 thì mình đã sở hữu dòng TV Sony 65 inch 4K rất là sắc nét. Anh chị cần liên hệ cho bên em, siêu thị điện máy Ecoman ạ. Hoặc anh chị có thể gọi hotline 0243 212 7974, hoặc liên hệ siêu thị điện máy Ecomart, địa chỉ thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội ạ.